Có nhất thiết phải thêm số điện thoại hay tài khoản email phụ vào tài khoản Gmail hay chính xác là tài khoản Google mà bạn đang sử dụng hay không? Thì câu trả lời của mình là rất là cần thiết. Bởi vì một khi bạn đã quên mật khẩu của tài khoản Google hay tài khoản Gmail mà bạn đang sử dụng thì bạn cần phải lấy lại mật khẩu. Nhưng làm thế nào để lấy lại được mật khẩu khi mà bạn đã quên? Thì Google sẽ gợi ý cho các bạn những cái cách, những cái bước để mình lấy lại được mật khẩu mà mình đã quên, đó là thông qua số điện thoại mà bạn đã thêm vào tài khoản hoặc thông qua một cái Gmail phụ mà các bạn đã thêm vào tài khoản mà các bạn đang sử dụng. Thì làm thế nào để cập nhật số điện thoại hay thêm số điện thoại và thêm tài khoản Gmail vào tài khoản Google hay tài khoản Gmail chính thức mà các bạn đang sử dụng? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật số điện thoại hoặc thay đổi thêm số điện thoại và tài khoản Gmail phụ vào tài khoản Google hay tài khoản Gmail hay là tài khoản YouTube mà các bạn đang sử dụng. Các bạn hãy xem hết video này để mình biết được cách cập nhật số điện thoại và tài khoản email phụ và tài khoản chính mà các bạn đang sử dụng để một khi bạn có lỡ quên mật khẩu thì bạn sẽ lấy lại mật khẩu một cách dễ dàng hơn nhé. Để cập nhật thêm số điện thoại hay thay đổi số điện thoại cũng như tài khoản email phụ hay tài khoản email khôi phục tài khoản cho tài khoản Google hay tài khoản email mà các bạn đang sử dụng thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là bạn sẽ vào ứng dụng Gmail ở trên điện thoại của các bạn. Các bạn sẽ nhấn vào ứng dụng Gmail. Nếu như bạn chưa có ứng dụng Gmail trên điện thoại thì bạn sẽ vào CH Play với điện thoại Android và vào App Store với điện thoại iPhone để các bạn tải app Gmail về. Mình sẽ nhấn vào app Gmail. Bạn để ý ở góc trên bên phải, nếu như bạn đăng nhập rồi thì ở góc trên bên phải sẽ có biểu tượng hình avatar của tài khoản. Các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng hình avatar này và các bạn sẽ chọn tài khoản mà các bạn muốn cập nhật số điện thoại hay thay đổi số điện thoại cũng như là tài khoản email khôi phục vào đó. Thì ở đây bạn sẽ chọn, trong trường hợp mà bạn muốn thay đổi tài khoản này thì bạn sẽ nhấn luôn vào tài khoản Google. Trong video này mình sẽ cập nhật số điện thoại hay thay đổi số điện thoại cho tài khoản này. Mình sẽ nhấn vào tài khoản đây. Sau đó bạn sẽ nhấn lại một lần nữa vào biểu tượng hình avatar. Rồi bạn sẽ nhấn vào tài khoản Google. Bạn sẽ nhấn vào tài khoản Google. Rồi các bạn sẽ nhấn vào thông tin cá nhân ở đây. Trong thông tin cá nhân này bạn cũng có thể thay đổi lại được tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại của các bạn. Bạn sẽ nhấn vào thông tin cá nhân. Thì ở đây trong mục thông tin liên hệ thì mình đã có tài khoản, thì mình đã thêm số điện thoại trước đó. Đây là cách thứ nhất nhé. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách thứ hai. Thứ hai là mình sẽ vào ứng dụng Google Chrome ở trên điện thoại. Mình sẽ vào trình duyệt ở trên điện thoại. Hiện tại mình đang sử dụng Google Chrome. Mình sẽ vào ứng dụng Google Chrome. Sau đó mình sẽ truy cập vào trang google.com.vn. Nếu như bạn không có Google Chrome thì bạn vào trình duyệt ở trên điện thoại của bạn. Bạn vào trình duyệt nào cũng được. Rồi bạn sẽ vào trang google.com.vn. Nếu như tài khoản của bạn đã đăng nhập thì ở đây góc trên bên phải này cũng sẽ hiển thị hình avatar tài khoản của các bạn. Nếu như bạn chưa đăng nhập thì ở đây nó sẽ có chữ đăng nhập để mình đăng nhập. Rồi bạn sẽ nhấn vào biểu tượng hình avatar. Rồi bạn cũng sẽ lựa chọn cái tài khoản mà bạn muốn thay đổi số điện thoại hay cập nhật thêm số điện thoại cũng như là email khôi phục. Bạn sẽ tìm đến tài khoản đó. Video này mình sẽ cập nhật thay đổi số điện thoại cho tài khoản này. Mình sẽ nhấn vào tài khoản này. Một lần nữa bạn lại nhấn lại vào hình biểu tượng avatar. Trong trường hợp bạn đã đăng nhập và biểu tượng hình avatar của bạn đúng rồi thì bạn bỏ qua bước trước đó. Mình sẽ nhấn vào biểu tượng hình avatar. Tiếp theo là mình nhấn vào quản lý tài khoản Google của bạn. Đây, tài khoản mình muốn cập nhật ở trên này nhé. Bạn chú ý đúng thì mình sẽ nhấn luôn vào quản lý tài khoản Google của bạn.
Rồi sẽ đến bước tiếp theo như bên kia là chỗ thông tin cá nhân, nó cũng giống như ở bên khi mà nó cũng giống như cách một khi mà mình vào trực tiếp tài khoản Gmail bằng ứng dụng Gmail, thì ở đây cũng có luôn thông tin cá nhân. Các bạn sẽ nhấn vào thông tin cá nhân. Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn cũng sẽ nhìn thấy là tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và thông tin liên hệ của các bạn. Nó sẽ giống với cái bước Nó sẽ giống với cách đầu tiên mà mình hướng dẫn. Thì bây giờ để thay đổi số điện thoại hay cập nhật thêm số điện thoại, trong trường hợp bạn chưa có số điện thoại thì ở đây nó sẽ không có số điện thoại và bạn cũng sẽ cập nhật được. Ở đây mình đã thêm số điện thoại rồi thì bây giờ mình sẽ thay đổi số điện thoại này bằng một số điện thoại khác. Mình sẽ nhấn vào số điện thoại. Số điện thoại trước đó mình đã xác minh này. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi bằng số điện thoại khác nhé. Mình sẽ nhấn vào số điện thoại một lần nữa. Ở đây nếu bạn muốn xóa số điện thoại này đi, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng thùng rác. Nếu bạn muốn sửa cập nhật số điện thoại mới thì bạn sẽ nhấn vào cái bút. Mình nhấn vào cái bút để cập nhật. Để tiếp tục, trước tiên hãy xác minh danh tính của bạn. Mình sẽ nhập mật khẩu tài khoản vào đây. Sau khi nhập mật khẩu, ở mục hiển thị mật khẩu này, bạn sẽ tích vào để bạn hiển thị cái dòng mật khẩu này xem mình đã nhập đúng hay chưa. Bạn nhập đúng mật khẩu rồi, bạn sẽ nhấn vào bước tiếp theo. Rồi một lần nữa bạn nhấn vào biểu tượng cái bút để tiếp tục. Bạn để ý góc dưới bên trái, bạn nhấn vào cập nhật số điện thoại. Rồi bạn xóa số này đi rồi cập nhật số mới vào. Sau khi nhập số điện thoại xong, bạn nhấn vào tiếp theo. Bạn sẽ nhấn vào nhận mã. Trong trường hợp chưa đúng, bạn nhấn vào cái bút để sửa lại. Đúng rồi, bạn sẽ nhấn vào nhận mã ở đây. Chúng tôi vừa gửi cho bạn tin nhắn SMS có mã nhập mật khẩu để xác minh số điện thoại. Đấy, bạn nhìn thông báo sẽ có luôn này. 809. Mình sẽ nhập cái mã này vào. Tám không chín không tám năm. Sau khi nhập đúng mã, bạn nhấn vào xác minh. Như vậy là số điện thoại của mình đã được cập nhật ở đây. Nó đã thay đổi sang một số điện thoại mới mà mình cập nhật. Từ sau khi bạn cập nhật số điện thoại xong thì tài khoản Google hay tài khoản YouTube, tài khoản Gmail sẽ dùng số điện thoại này để lấy lại mật khẩu cho bạn nếu như bạn có quên. Và số điện thoại của bạn có thể dùng để gửi các thông báo quan trọng giúp bạn đăng nhập và làm nhiều điều khác nhé, như bảo mật tài khoản và đặt lại mật khẩu, nhiều cái liên quan đến số điện thoại này. Thì từ bây giờ tài khoản này sẽ dùng số điện thoại mà các bạn vừa cập nhật. Mình sẽ quay lại để mình thêm email khôi phục này. Bạn ấn nó quay lại. Rồi vẫn ở mục thông tin cá nhân, bạn kéo xuống dưới phần thông tin liên hệ chỗ email. Email ở đây mình đang để hai email, một là tài khoản chính, hai là tài khoản phụ. Trong trường hợp bạn chưa có email phụ ở đây thì nó sẽ không có và nó sẽ có chỉ có một cái email chính của bạn thôi. Thì bạn sẽ nhấn vào cái mũi tên này. Bạn sẽ nhấn vào. Email tài khoản Google là email chính ở đây, sihuicanvapro@gmail.com. Còn email khôi phục lúc nãy mình đã thêm nhưng mà đang chờ xác minh. Thì trong trường hợp bạn chưa có thì ở đây nó sẽ là không có email nào này, thì mình sẽ thêm bình thường thôi. Bạn sẽ nhấn vào chỗ email khôi phục này, nhấn vào biểu tượng này. Rồi để tiếp tục, trước tiên hãy xác minh danh tính của bạn. Bạn sẽ nhập lại mật khẩu một lần nữa vào đây. Sau khi nhập thì bạn nhấn vào tiếp theo nhé. Rồi đến bước tiếp theo bạn sẽ thêm email khôi phục này. Chúng tôi sử dụng email khôi phục của
của bạn để liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi phát hiện thấy hoạt động bất thường trong tài khoản của bạn hoặc vô tình bị mất quyền truy cập vào tài khoản. Đó có nghĩa là email khôi phục này Google cũng sẽ sử dụng để thông báo những cái thông tin quan trọng có truy cập bất thường ở cái tài khoản này cho email, và để lấy lại quyền truy cập khi mà các bạn bị mất quyền truy cập ở cái tài khoản chính này. Thì ở đây mình đã thêm rồi, trong trường hợp bạn chưa có thì bạn cũng sẽ thêm cái email vào đây thôi. Bạn sẽ đánh email khôi phục của bạn vào đây. Nó có nghĩa là một cái email khác nhá. Bạn sẽ nhập vào. Sau khi nhập xong bạn sẽ vào tiếp theo. Rồi bạn sẽ mở xác minh email khôi phục của bạn, nhập mã gồm 6 chữ số mà hệ thống đã gửi đến tài khoản này, đã gửi tới cái email này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái email đó để mình lấy mã. Đây mình sẽ lấy mã 603117. Sau khi nhập mã thì bạn sẽ nhấn vào xác minh. Rồi đã xác minh email khôi phục này. Như vậy là tài khoản của mình đã được xác minh bằng email khôi phục và số điện thoại mới. Mình sẽ quay lại. Như vậy là mình đã thêm email khôi phục và cập nhật số điện thoại thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy like video, chia sẻ video cho mọi người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình một nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình ra nhiều video tiếp theo. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn có vướng mắc hay chưa rõ ở bước nào thì hãy để lại ở phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ và giải đáp. Trong video sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi mật khẩu Gmail và lấy lại mật khẩu khi mà các bạn đã quên. Vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cập nhật, thay đổi hay thêm số điện thoại và email phụ vào tài khoản Google hay là tài khoản Gmail mà các bạn đang sử dụng. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like video, chia sẻ video cho mọi người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình một nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình ra nhiều video tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.